treo cái màn. Cái màn ở ngang cái cửa. Nó ở đâu? Lên lại em mấy chị gái yêu ơi. Lên lại giùm em nha. Cái này nãy lai chán quá, em tắt em vô lại nha mấy chị. Chia sẻ lại em với mấy chị gái đẹp ơi. Cho em xin cái bình luận mấy chị gái. Bộ màu hồng đẹp nha, số 4. Mẫu này em bán tương tác đầu like cho mấy chị rồi, mở hàng cho em 150 nha. Mẫu này là 230 em sale. Em sale 190 giờ em bán mở hàng đầu like 150 chốt thì bình luận. Mở hàng giùm em 150 nha mọi người. Màu hồng này là size số 4. Size số 4 nha, em bán mở hàng đầu like giùm em. Mở hàng đầu like giùm em 150 nha. Số 4 màu hồng. Em đang mặc là màu vàng 200. 55 65 kg. Em bán mở hàng cho chị nào mà nhanh nhanh thì chốt giùm em. Bộ hồng nó là số 4. Áo beo này em bán mở hàng 100. Áo beo này 140. Em chốt mở hàng 100. Màu hồng bình luận giá 150 là em bán, có chia sẻ chốt bình luận giùm em ha. Màu veo này là 75 kg nè. Em bán mở hàng 100.000, chốt thì bình luận. Veo này 75 kg nha. Cho em xin được chia sẻ bình luận giá luôn nha chị Nghiệp Thắng. Em bán mỗi hàng 100.000, có được chia sẻ với giá giùm em nha. $75 đổ lại beo nè mấy chị, chốt bình luận nha. Em bán mỗi hàng có 100.000 à. Ok chị màu hồng nè. Bán mở hàng nha, mở hàng giùm em. Áo beo mặc là 60 kg trở lên, 75 đổ lại vừa. Bán mở hàng 100.000, chị nào chốt bình luận. Chị Nghiệp Thắng có đơn nha. Beo này chốt giùm em. 140 em bán mở hàng 100k. Chị gái nào chốt đồ bộ nó em lên tiếp. Bộ màu hồng nó là 70 kg nha chị. Bộ màu hồng nó 70 kg nha chị gái. Màu vàng. Số 3. Số 3 màu vàng giùm em 190. Màu vàng giùm em số 3, chị nào 60-65 kg chốt nhà em 190 nha.
Mẫu tay lỡ này là 230 sale mấy chị, 190. Vàng số 3 em xem mấy chị gắn 160. Vàng 160, vàng 190 đều là số 3 hết nha, chốt về bình luận. Vàng 160 chị nào chốt bình luận cho em. Dạ, số 4 em có nhiều nhưng mà em không biết mẫu gì chị nha Nguyễn An. Số 4 em có nhiều, em đang lên hàng xã. Tùy theo màu, tùy theo mẫu. Số 3 chốt màu vàng 160. Trần Thị Loan ok. Màu đỏ sẽ tà, em không biết nữa chị, em chưa có bóc chúng. Lai trước là em có lên màu đỏ sẽ tà mà không biết lai này em chưa có lên màu đỏ. Màu tím 150 nha, cái này số 3. Màu tím mẫu này đơn giản, chốt giùm em. Sẽ tà có màu đỏ hả ta? Màu đỏ nè, số 4 nha. Màu đỏ số 4. Màu đỏ 170 chốt thì bình luận. Số 4 nha, chị gái nào chốt 70kg thì vừa. Màu đỏ sẽ tà đúng không chị? 170 nha, số 4. Màu tím này, mẫu này 150. Mẫu này em có nhiều màu, màu tím, màu xanh ngọc, màu cam, nhiều màu lắm. Đỏ xe tà số 4 này chị gái có chốt về bình luận. Đúng rồi thì chốt bình luận giùm em đỏ 170. Có chốt về bình luận giùm em đỏ 170 nha chị gái. Chốt thì bình luận cho em, nào em biết em thảy hàng ra. Mẫu này 230 em sale tại hàng lộn xộn. Có chốt bình luận ha. Ok chị. Đó 170 ok. Sẽ tà. Số 3 nha. Số 3 này 65kg. Xanh 140 chốt. Xanh ai chốt bình luận nha. Số 3 140 nha mấy chị. Màu xanh đen chốt bình luận 150. Số 2 60kg dừa. Mẫu này em có nhiều màu nhưng mà em lên trúng màu gì em lên. Ủa mẫu này khác không? Xanh đen số 2 nha, 150. Cái này sao kỹ ta. Xanh đen là số 2 ai chốt bình luận. 150 nha.
màu hồng nè, màu hồng nè, nãy nói tặng mà không có chia sẻ, không có được khách, không có đủ khách nè. Xem mấy chị hồng số 450 luôn. Số 4 giùm em 150. Hồng nha. Có ai chốt bình luận em mấy chị? Chốt 190 màu xanh lá nha, xanh lá số 3 190 chốt bình luận. Màu vàng số 3 chốt em xem mấy chị 130. Mẫu này 160 em sale mấy chị 130 chốt vàng bình luận. Số 3 chốt bình luận nha. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh nè. Số 3 60-65 ký dừa. Còn ai chốt gì bình luận cho em lên đi mấy chị. Xem mấy chị gái 130 màu đỏ số 4. Màu đỏ số 4 nha. Màu 130 chị nào số 4 chốt bình luận nha. 70 hơn 70 kg là số 4, hàng bông này nó phơm nó rộng rãi. Có ai chốt cái gì bình luận cho em lên đi mấy chị gái. Xanh ngọc 190 số 3 nha. Số 3 chốt xanh ngọc. Xin cái bình luận em lên hàng mấy chị. Số 4 màu cam 165. Còn bộ em xem mấy chị nha. Còn bộ này em xem mấy chị 150 luôn chốt bình luận. Số 4 nha, cam. Mẫu này 165 tại hết hàng rồi. Đen tím tay lỡ hả? Chị gái nhiêu ký chị yêu ơi, em có đen tím số 2 nè. Số 2 chị chốt dừa không chị Lý Trần?
đen tím mẫu này chị có chốt bình luận giùm em xem 190. Số 2. Mẫu này 200 mấy à, tại vì còn ít em sale nha. Hàng sale 190 chốt. 70 kg lận hả? Đen tím vậy là chốt số 4 hả chị? Hàng nguyên số 4 cho em bộ đen tím rồi có không ta? Mẫu nào cũng được hay sao chị? Lấy hàng nguyên trên kệ. Cái này em xả mấy chị 150 chốt bình lượng có 1 bộ à. Số 4 nha. Đen tím màu số 4. Xanh số 3 chốt bình luận giùm em 150 luôn. Mẫu này bữa trước là 165 em còn có 1 2 bộ em sale nha. Em có đen đỏ. Mẫu này 200 nha, mẫu này 70 kg nè. Em có 1 2 3 4 size, có size 2 3 4 chốt bình luận. Mẫu này đen tím 200. Em có size 2 3 4 nhiều màu lắm, hơn 10 màu. Hàng này là không sale. Xanh 150 ok chị Quỳnh. Xanh nó có số 3 chị Ngọc Quỳnh ơi. Xanh này số 3 chị 65 kg chị Ngọc Quỳnh. Hồi nãy em thấy hình như là chị 70 kg hay gì đúng không? Số 3 ok, số 3 giùm em chị Ngọc Quỳnh ơi. Ok số 3 nha. Thích mẫu 230 giờ em không biết. Tại Ngọc có like nhiều mẫu 230 em không biết chị. Ngọc Quỳnh ơi số 3 chị có lấy thì bình luận giùm em số 3. 90 kg bên em không có hàng, có áo thôi à. Áo lẻ 90 kg 220. Đen tím mẫu này dễ thương nè. Size số 4, có 2 3 4 mẫu 200 nha, nhiều màu lắm. Chị nào thích mẫu 200 nè. Đẹp dữ lắm. Dạ. Vậy là 65 kg thì chốt số 3. Còn 70 kg thì chốt số 4 giùm em nha chị Ngọc Quỳnh. Mẫu này 70 kg mặt đẹp nè. Có size 2 size 3 4 nữa. Đen tím này đỉnh lắm luôn. Xem mấy chị 190. 60 kg đổ lại dừa. Ai vậy, tên gì? Bốc chốt á. Tay lỡ là 190. Chốt chị màu đen đỏ. Màu đen đỏ 150 em lên lúc sớm đúng không chị? Đen hồng 190 số 4 nè. Cái mẫu này là toàn bộ là 230, 250 không à. Giờ em xả mấy chị á là tại vì nó không còn đủ size. Em xả mấy chị 150 nè. Ồ, 190 nè. Đen đỏ chị hồi lai trước đúng không chị? Số 4 chốt bình luận nha. Đen hồng giùm em 190. Đen đỏ 150 đúng ok giùm em nha. Nha chị Lý Trần. Đen đỏ 150 đúng cái này thì bình luận giùm em. Tại nãy em bán mở hàng á. Đúng ok nha. Đúng ok giùm em nha chị Lý Trần. Đen hồng giùm em 190. Số 4 nè mọi người. Mẫu này toàn bộ là 230. Ok chị nè. Đen hồng ai chốt bình luận 190. Không còn đủ size nên xả giá rẻ mấy chị. Chứ hàng thì đẹp giống như nhau, chất liệu giống nhau ha.
số 4 ai chốt đen hồng này đỉnh. Xe mấy chị 190. Số 4 màu đen nữa nè. Màu đen giùm em 100. Xe mấy chị 150 luôn đi. Tay ngắn nha. Đen hồng này là số 4. Tay lỡ 190. Đen này ai chốt bình luận 150 luôn. Số 4 nè mấy chị, tay ngắn nha. Ai chốt thì bình luận cho em. Chất liệu là phải chê nha. Màu đen 150. Đen tím sẽ tàn 170 này mấy chị chốt bình luận nha. Số 3. Nó là size số 3, chị nào chốt mặc vừa 60 65 kg nha. Đen tím. Đen tím 170 size số 3. Ai thích mẫu này bình luận giùm em nha. Đó là xe số 3. Ai chốt mẫu đen tím này đẹp quá. Chốt gì bình luận em lên nha. Màu tím này số 4. Số 4 giùm em, đen tím. Trần Thị Loan ok. Số 4 này chốt mẫu này em theo mấy chị 140. Tím 140 nha. Đây này số 4. Số 3 nha. Ok chị Trần Thị Loan. Màu tím này chốt theo số 4 mình lượng 140. Đơn chị Thu Lê đủ 4 triệu không? Nãy là 3 triệu mấy. Đen tím hết. Tím giùm em 140. Xe số 4 nha. Món 140 xe số 4 em có màu tím, màu xanh, màu vàng mấy chị. Tím xanh vàng nè. Xe số 4 chốt bình luận nha. Tím xanh vàng cam. Tính theo cái cổ. Một 140 nha mấy chị. Ô cái này là màu cam chốt giùm em số 3. Cam số 3 140 chốt bình luận. Xẻ tà số 2 em không biết nó nằm đâu.
chưa thấy chị Thu Lê chừng nào em thấy em la lên ha, tại nằm lộn xộn không biết đường luôn á. Trăm tư chốt cam số 3. Bác Tri Lùng coi có xe tà số 2 không. Số 3 màu đen cam. Hàng lộn xộn không biết đường luôn á. Dạ dạ ship, tại em đang chưa đang sắp ship á chị Thu Lê. Đang soạn hàng. Đen hồng đẹp quá, ai chốt 109 bình luận nha, số 4. Đen hồng này sao có mấy bộ luôn mấy chị. Đen hồng số 4 nha. Hàng nằm lộn xộn không biết nằm đâu là đâu luôn á. Số 4 xanh của dịch 109 nha. Trăm chín chốt xanh của dịch. Có xe số 2 cho em. Để em lấy cây số 2 coi nó có cái gì rồi em chốt cho chị nha chị Thu Lê. Chốt thêm giùm em một mớ nữa đi. Xanh của dịch 109 nè. Số 4 nha. Em sổ ra coi số 2 nó có cái gì. Màu tím giùm em 109. Số 2 nha. Tím này số 2 chốt 109. Mẫu này đẹp quá. Ai chốt tím bình luận. Xanh dương số 2 nha. Số 2 ai chốt tím chốt xanh gì bình luận giùm em. Dạ em chào chị Hành Lam nha. Màu xanh giùm em. Số 2 giùm em 109 nè. Xanh dương. Nó nằm chung một cây một size nhưng mà mẫu thì khác nhau. Ai chốt tím mình lượng tím 109. Vàng 109. Số 2 nha mọi người. Chị nào mặc số 2 vừa thì bình luận. Đó. Số 2 mấy chị gái ơi. Mỗi mẫu mỗi giờ khác nhau hay sao đó. Đỏ, tím, vàng, xanh. Nãy giờ em lên là cây số 2 nha. Mẫu không biết có giống nữa không? Em không nhìn ra nữa. Chốt đỏ hay là tím bình luận. Xe số 2. Màu tím này đẹp ghê á. Chị nào vừa xe số 2 chốt màu tím nha. Ok chị Lý Trần. Chín nha chị gái. Xe số 4.
Ok chị Phạm Hà, 109 nha chị gái yêu. Rồi sao? Số này nè. Sao đây ta? Đúng rồi. Ok tím số 2. Số 2 em có mấy màu nữa đẹp đẹp không à? Nhưng mà mỗi mẫu mẫu khác nhau. Màu nâu giùm em. Số 2 109 nha. Chỉ có số 1 là em sale rẻ thôi, số 2 trở lên là 109. Mẫu này là 203. Sale mấy chị hàng lộn xộn 109. Nâu chốt bình luận. Màu da. Chăm chín ai thích màu da bình luận. Số 2 nha mấy chị. Màu nào cũng đẹp mặt ghiền. Màu da số 2. Màu nâu em đang mặc cũng là số 2. Ghế nào chốt bình luận nha. Xanh dương. Màu tím. Màu tím này màu tím sen. 109 nha mấy chị gái. Đẹp quá ai chốt bình luận. Tím sen chốt 109 nha. Dạ cái bộ nâu này đúng không? Nếu mà chút nếu mà có á, nó trùng thì em thảy ra nha chị. Em thảy ra cho chị nha. Dạ đúng rồi, mẫu này 200 mấy lận. Nhưng mà nó nằm chung đây em sale lộn xộn. Em không có biết giá em sale hơn thì chúng rồi em bán ha. Mấy chị mà hên dữ lắm mới gặp em nha, em like lộn xộn. Mẫu này đẹp. Em thảy ra cho chị nha. Chừng nào mà chút nữa em ship mà thấy cái này á, nó trùng thì em thảy ra. 109 chốt chị Thu Lê. Màu đó đẹp. Hên thì gặp em like nha. Em like nó giá tùm lum hết trơn à. Cái bữa đấy, bữa nó im im. Có bữa nó chửi cũng chửi á, chửi dữ lắm à. Sale lỗ, sale rẻ, sale lộn xộn. Còn bộ màu nâu nữa 109 luôn. Nâu này không biết mã giống không, bình luận giùm em nâu 1 nha, số 2. Số 2. Em không có biết nhận diện ra cái mã nào giống mã nào mấy chị gái ơi. Thiêu cái nào em thấy thiêu thiêu em cũng không biết nhìn ra. Nâu mã 1 chốt. Nâu 1. Nó là số 2 nha. 109 luôn. Hả? Không ngủ à. Trời ơi, cái gì đây? Trời sữa. Hôm nay trời sữa chả à? Để mà ăn. Uống trà sữa mà thật lắm. Chốt nâu mà, nâu 1. Phát đi tiễn cho mấy cái cây đẹp đẹp cho khách đây. Số 2, số 3 cũng được, số 2 đi. Có lộn xộn cái mẫu cái tà trống á, biết nằm đâu. Tím chốt bình luận. 109 nha mọi người. Tím chốt bình luận số 2. Cái nào mà còn ít không đủ size là em xả mấy chị. 200 mấy đem ra xả 100 mấy à.
này số 2 em coi coi mẫu gì nha. Mồng số 2 ai chốt bình luận giá 109. Chị Thu Lê đơn bả nặng dữ lắm rồi chị gái ơi. Lưu Ly sếp ơi. Sếp ơi. Lưu Ly gửi chung chị có ok không chị Thu Ly? Ha, Thu Lê. Dạ, ok nha. Chúc em gửi chung cho chị Lưu Ly. Miễn là cái người nhận nhận là được. Màu nhoi, ủa quên màu màu môn giùm em 109 số 2 nha. Màu môn mặc lên sang lắm đó mấy chị. Dạ dạ rồi gửi chung. Có lệnh là gửi được hết. Chị Bạch Tiết mua gì? Mua gì phải để cái màu với cái giá tiền. Màu nâu giùm em sẽ tà nè. Lưu Lê có chốt bình luận số 2 nè. 170 nha chị Thu Lê, em để cho chị nha. Ok, 170 giùm em nha, chị Thu Lê. Chừng nào chị không chốt thì em mới cho người khác. Chị kêu em kiếm xẻ tà màu xẻ tà số 2 nè. Số 2 chốt giùm em. Nâu 170. Chốt xe tà ok. Màu tím cẩm đẹp quá, 109. Này 107 nha. Nâu này đỉnh ghê á. Em phái màu nâu đó lắm. Màu nâu đó là màu nâu của con Lan ấy mấy chị ấy. Màu nâu là nâu sòng á. Lan của con Lan nha. Chốt chị xe tà nè. Phái màu nâu đó lắm. Tiếng cảnh chốt bình luận 109. Cái này nó hàng nó nằm lộn xộn mẫu tùm lum hết trơn. Không có rảnh để xạ hàng. Tiếng cảnh chốt 109. Rồi rồi để em coi hả có thì em chốt cho chị. Đây, ủa không phải, đen vàng 109 bình luận. Để em coi hả gặp bộ nào nữa em chốt cho. Đen vàng 109 số 2 nha. Hồi trước xe tà đó là chưa có sale là 230. Số 2 chị chốt 57kg số 2 á chị gái ơi. Bạch Tiết nãy giờ em đang lên số 2 nè. Màu xanh số 2 nè. Chị Bạch Tiết có chốt thì bình luận cái màu cho em. Em đang lên sale là 55-60kg nha. Số 2 màu xanh. Giá sale có 190 là hàng này là 230-240 hết nha. Sale lộn xộn có 190 nè. Sale lên cao cấp nha mấy chị gái đẹp. Màu xanh. Đây em đang lên là màu số 2 nè chị. Số 2 màu xanh dương. Rồi màu tím cẩm, màu đen vàng, màu môn nãy giờ em lên số 2 á chị gái ơi. Lâu lâu mới có một bộ xe tà nha, khách đang dặn xe tà đây. Xe tà bữa trước 230 mà không có hàng bán. Giờ còn ít ít. Màu xanh, màu tím gì chốt bình luận nha, giá xe 190. Màu đen vàng đỉnh ghê luôn, xong chốt. Số 2 á 55 tới chị lấy màu môn ok chị Bạch Tiết. Không có số điện thoại á chị gái ơi. 57kg chốt chị màu môn giá 190 kèm số điện thoại giùm em chị gái yêu ơi. 55-60kg vô chốt số 2 giùm em cho số điện thoại cái là có đơn. 190 là giá sale nha mấy chị. Chị Thu Lê ngày nào cũng chốt bên em 4 triệu mấy hết trơn. Màu môn giá 190 chốt. Coi đen vàng. Đen vàng đây. Số 2 là 60kg đó lại vừa nha.
190 là giá sale. Chị Thu Lê là bên em ngày nào cũng có đơn của bà 4-5 triệu. Không biết bà mua về bà cứ tặng bạn, rồi tặng bạn bè dòng họ con cháu gì nhiều lắm, ngày nào cũng chốt về. Đen vàng, đen vàng nha con trâu. Chị nào thấy cái bông thì để bình luận là đen vàng, còn nếu mà con trâu thì bình luận đen vàng có trâu. Một bộ môn không có số điện thoại, hai chị gái yêu này ngộ quá à. Đen vàng một đi, đen một nha, đen vàng. Cái này có cái bông, còn cái này có con trâu, có 190 à. Số điện thoại đi chị gái ơi. Dạ em cảm ơn chị Thu Lê. Nếu mà khách nào cũng nghiện vậy thì dễ thương ha. Nhung Quỳnh mà... Bạch Tuyết lấy màu môn rồi, chị Nhung Quỳnh chốt màu khác. Giá 190 nha. Chị cho địa chỉ trên like cũng được, nhưng mà bên em không có xin trên like, để em gọi nha, gọi xác nhận nha. 190 cho Bạch Tuyết rồi. Ai chốt đen vàng thì bình luận. Đen vàng số 2 chị Thu Lê hốt luôn em. Rồi đen, đen này cũng đen vàng mà có. Rồi con trâu ok. Ok chị Thu Lê. Nhiều khách trước mua toàn là 10 bộ. Như chị Tâm Trần á, bà cứ 10 bộ bà chốt một lần 10 bộ hai, cứ đi đơn 10 bộ mua riết rồi dòng họ chị em nhà bà người nào cũng có mấy chục bộ đó chị. Nhưng mà bà mua là toàn giá 230 không à. Bà mua toàn là giá 230, bà chốt quá trời luôn. Giờ còn lẻ tẻ em xã có 189. Ai chốt đen vàng chốt bình luận nha. Con trâu em chốt chị Thu Lê rồi. Chị Nguyễn Hải hay chốt gì ta? Bình luận đừng có dính chùm, em không có em không đọc được. Dính chùm đọc không ra ha. Màu rim số 2 nè mọi người. Màu rim số 2 giá có 190. Sẽ tà em chốt chị nha chị Thu Lê. Thu Lê bình luận giùm em chốt rim nha. 170 nha, rim sẽ tà em chốt chị 170. Ok giùm em nha chị Thu Lê. Ok em mới dám chốt cho người, không ok em mới dám chốt cho người khác. 170 nha, cam với rêu. Cam với rêu chốt bình luận nha, 170 gái yêu ơi. Cam rêu chốt hết hai bộ em nha. Ok chị Thu Lê. Cam hốt luôn không em chừng nào, tại vì chị dặn em rồi, chừng nào mà chị không chốt là em cho người khác. Cam lấy luôn ha. Đỏ này mấy chị, đỏ này số 2. Cam ok, riêu ok. Mã này 230, giờ em xả hết luôn. Riêu với cam. Hàng đẹp mà giá rẻ. Hàng đẹp mà giá rẻ mà tội gì không mua mấy chị. Mùa dịch này mấy chị cứ ở nhà mà lướt điện thoại cho em nha, khỏi có ra đường mất công. Ở nhà cứ lướt điện thoại cho em, có đồ đẹp mặc hoài luôn. Đam mê ha, mấy người đam mê. Màu đỏ số 2 chị nào chốt 190. Khách điện kìa. Alo. Bên sếp Đào Ngọc. À, chị đặt đồ với em nãy chị sạc pin chị không nghe. Chị tên Facebook gì? Nguyễn Cúc đó cưng. Dạ chút xíu em điện lại nha. Đỏ số 2 chốt. Rồi chút xíu em đang soạn nha chị Thu Lê. Đỏ số 2 190 nha mấy chị gái đẹp. Gì đâu mà đẹp quá chừng. Xe số 2 nữa nè.
Dạ. Ngày nào chị cũng làm 4 triệu cho em. Ngày nào em cũng gặp 10 khách giống như chị là sướng rồi. Hồng chốt giùm em 190. Hồng 190 nha. 565 của Bích Phượng hay gì á. Nguyễn Cúc kêu gọi. Chị nào chốt Hồng mình lượng 190 số 2 nha. Hai ba điện thoại đang chốt đơn không kịp nha mấy chị gái. Chị nào mà có đơn thì đợi nha. Đợi nha. Từ từ cũng chốt cho mấy chị thôi. Hồng giùm em 190 số 2. Hai chốt bình luận nha. Số 3 nè mấy chị màu nâu. Số 3 190 luôn. Ôi màu nâu số 3 này sao đẹp quá. Số 3 chị gái nào mà 65kg đô lại dừa. Số 3 màu nâu trời ơi đẹp. Gì đâu mà có 190 à. Sẽ tà số 3 chị gái Hương Lê chốt không? Số 3 chị có chốt màu sen bình luận nha chị Thu Lê. 170. Màu nâu số 3 ha, 190. Chị Thu Lê chốt cái này bình luận cho em nha. Sen nha. Số 3 với số 2 nó trên lệch chút xíu rồi, thích thì chốt. Nâu Nhung Quỳnh. Chị Nhung Quỳnh ơi, cái này là số 3. Nếu mà chị lấy số 2 thì em lấy số 2 cho chị. Chứ để sợ là không vừa nghe. 60-65kg chốt số 3 thì bình luận nha chị Nhung Quỳnh. Có số 2 nhưng mà mẫu khác, cũng màu nâu. Chị có bình luận giùm em 60-65kg số 3 cân thì chốt. Màu nâu số 2 nè. Số là số 2, số 3 nãy chị có một bộ số 2 hay gì đó. Đúng không? Chị đang mua số 2 mà. Màu nâu. Màu nâu số 2, màu nâu số 3 chốt thì bình luận cho em rõ ràng. Giá là đồng nhau nhưng mà cái số trên áo là số 2 với số 3 chốt thì bình luận rõ giùm em. Em chốt rất là rõ ràng nhưng mà có nhiều chị cũng kỳ cục lắm nha. Lúc nhận hàng về rồi nói thế này thế nọ ha. Chốt số 2 hay số 3 bình luận cho em nha chị Nhung Quỳnh. Chị Thu Lê có chốt cái sen này bình luận giùm em nha, 170. Sen 170. Tiền đâu ta? Lấy số 2 ok, đó. Số ký là 60kg đâu lại. Thì chốt số 2. Còn 65kg thì chốt số 3. Ok chị Nhung Quỳnh giá 190 nè. Yến Nhi ok. 190 nha chị Yến Nhi. Nâu số 3. Mẫu là khác nhau nhưng mà chất liệu thì đẹp giống nhau. Số 2 chốt cho Nhung Quỳnh rồi. Màu thì cũng tương tự. Bộ môn nãy em chốt cho một khách mà em không biết ai nha. Em thảy ra rồi em không nhớ. Có một khách mà mạch cái tiết gì á không, chị giờ chưa có. Thích bộ môn thì em kiếm bộ môn số 2 cho. Tại vì nhà em hàng sale hàng xả giá rẻ mà mấy chị không mua là uổng ha. Thích số 2 á thì em đi kiếm cho. Mà màu nào cũng đẹp hết á. Yến Nhi ok số 3 nâu rồi nha. Thời gian cái là chốt về bình luận. Chị Thu Lê có một bộ sen á, số 3 không chốt hả chị gái ơi, sẽ tà. Không có màu này chốt màu kia em nha, hàng bên em là hàng đang xả giá rẻ. Mỗi một bộ rẻ tới 30-40 ngàn. Giá sỉ bên em là 200, trên 200 á, 205 á, phải bán 230 mới được á mấy chị. Nhưng mà bạn đang sale có 180-190 tùy mẫu nha. Số 4 hả chị Hành Lam?
Số 4 mà mẫu gì cũng được thì em lên. Hàng đang sale, đang xả mấy chị ơi. Màu da ai chốt bình luận 109 là số 2. Màu da ai chốt bình luận nha. Số 2 màu da. Em có màu môn này nó kiểu nó khác chút. 50kg á. Trời ơi, con trâu ở đâu ra không có. Hàng lẻ. Hàng lẻ sai tùm lum mẫu chị gái ơi. Số 1 này 50kg màu môn nè, em xả mấy chị ra 170. Có 50kg thôi nha. Con trâu là tùy bộ nào em xổ ra em thấy con trâu thì có. Không có tìm được. Về là mấy ngàn bộ tìm không ra. Số 4 mẫu nào cũng được nha, em lên. Chốt màu số 1 bình luận giá 170 giá sale. Số 4 nè chị Hạnh Lam chốt màu đen hồng nè. Đen hồng này đẹp quá à. Đen hồng này 190. Chất liệu thì mấy chị biết rồi đó. Hàng bên em là cái sơn len cao cấp loại 1 nha. Đen hồng à, chị được mấy bộ sẽ ta. Sao nhớ được chị gái ơi. Có bộ sen nó hút luôn em ơi. Chừng nào em cầm trên tay thì em mới biết được là mấy bộ. Mà cột lại rồi em cũng bó tay. Giờ em đang đứng đây hỏi không có biết đâu chị. Chốt đen, đen hồng mình lận à, tím số 3 bao nhiêu. Ủa số 3 là 170. Có rồi. Đen hồng mình lượng 190. Còn nữa. Còn số 3 này chị có lấy không? Không lấy thì để người khác. Còn nhưng mà nó nằm lộn xộn. Ngọc Quỳnh chốt rồi nha. Ok chị Ngọc Quỳnh số 3. Tại vì nó nhiều quá sao em tìm được. Móc trúng cái gì em lên đó. Màu đen hồng giùm em 190 số 4. Tức quá trời tức, cái áo đây quần đâu. Em lên nữa em gặp cái gì em lên cái đó à. Em đi lấy nha. Lấy chị Nhung Quỳnh số 3 này em đang cầm số 3 nè. Số 3 lên coi mẫu gì mấy chị ưng thì chốt. Màu nâu số 3. Số 3 sẽ tà nè mấy chị gái. Trời ơi nó đẹp. Màu nâu chốt giùm em nha. Màu nâu. Trời ơi số 3 giùm em 170 mấy chị. Đẹp dữ lắm. Ai chốt số 3 bình luận nha. Màu nâu có 170. Cái tà nó đẹp xuất sắc không. Mấy gái nào mà 60-65kg chốt thì em số 3. Gái nào mà thích mặc thoải mái thì chốt số 3 60kg. Đó. Màu nâu chốt 53kg gì đừng có chốt số 3 rộng nha. Chốt số 2 giùm em. Em nói rồi 53kg mà chốt số 3 rộng đó. Số 3 nào mà màu nâu ai chốt thì bình luận giá 170 nha. Ủa đẹp gì đâu luôn. Nghĩ sao rồi không ai bình luận ta. Màu đen số 3. Nếu mà chị Nhung Quỳnh có muốn chốt số 2 nữa thì em đang cầm cái số 2 em lên cho. Số 3 màu đen 160. Đẹp dữ lắm. Nâu ai chốt nâu số 3 nha. Sao ói vậy mời. Trời ơi ăn trứng đâu chịu qua. Trứng hả? Ừ. Qua có ăn trứng đâu. Để y nguyên hiện trường kìa nó ói ra trứng. Chị nâu số 3 chốt bình luận. Bụng qua có ăn trứng đâu. Chị Nhung Quỳnh có chốt số 2 nè.
chốt thêm bộ nữa đang đi đơn luôn đó. Đi màu tím này á, là cái cổ nó là đá, nó có rớt đá, em theo mấy chị gái 100 ngàn. Cái mẫu này là 200 nhưng mà em theo 100 nha, tại cái cổ nó rớt một hộp đá rồi. Số 2 chốt tím bình luận rớt đá, bình luận giùm em rớt đá để về nhà đằng cái tấm thảm bên kia kìa. Số 2 100 ngàn chốt rớt đá nha. Minh Trần ok, rớt đá nha chị gái yêu. Cái này là chị ơi, cái số 3 là số 3, còn số 2 là số 2 nha chị Nhung Quỳnh. Biểu lấy số 3 mà say 2 là bỏ tay, không có làm được. Bất mặt dục nha. Số 3 là số 3. Rớt đá nha chị Minh Trần, 100 nè. Hết rồi chị Út. Số 2 là số 2. Trăm sáu nè, số 2 nè. Màu đen vàng. Đó chị 53 kg thì chị mua cái số 2 giùm em màu đen vàng nè. Đẹp muốn chết. Số 2 chị 53 kg chị chốt giùm em này, em năn nỉ luôn á, nó đẹp. Đen vàng 160. Đen vàng nha. 160 chốt đen vàng số 2 nè. Em nói số 2 cho mấy chị biết là cái số ký á. Tiết giao hồ ok. 160 chị gái yêu ơi. Cây nào số 2 là mấy chị 60 kg đổ lại dừa. 55 60 kg, còn số 1 thì 50 kg đó, còn số 3 là 60 65 kg. Quá trời đỉnh luôn, màu này màu nâu đất. Lấy bộ đen sâu, bộ nâu. Bó tay, giờ từ từ em chưa suy nghĩ ra, để em coi. Là hai bộ đúng không? Giờ từ đi. Màu nâu giùm em 190. Nâu đất 190, màu đen là nào ta? Màu đen này. Số 3. Thì chị mặc rộng thì sao? Nè, chị có năm mấy ký chị mặc rộng chị chịu quá thì bình luận giùm em. Đen 160. Cái này là số 3, chị có ưng thì bình luận giùm em. Nha chị Dung Quỳnh. Số 3 nè, đen số 3 160 chốt. Ok nè. Cái này là chị thích nha. Đen số 3 160 nè. Nãy em chốt cho chị là bộ kia. Bộ kia số 2, bộ này số 3 nha. Ok chị gái nha. Và nâu chốt bình luận 190. Chị nào có chốt đơn thì nhớ để ý điện thoại chúc em đi đơn nha. Em gọi. Nâu đất chốt bình luận 190 đi mấy chị. Đen tím nè. 190 đen tím. Hai người. Dạ trời ơi, em mới có nhiêu đây mà kêu em bằng bà, nó ghê quá trời. Đen hồng hay đen tím? Đen hồng giùm em 190. Em sợ là mấy chị về mặt không có dừa. Chứ mà em đâu có bán thì cần bán muốn chết nè. Chốt kỹ vậy mà còn có nhiều người còn khó chịu quá. Đen hồng số 2. Có nhiêu đây tuổi mà kêu bằng bà không lẽ nghĩ bán. Đen hồng giùm em. Trời ơi là trời, tự nhiên à. Đen hồng này số 2. Chốt 55-60 kg là chốt số 2 giùm em. Số 3 là 60-65 kg. Đen hồng giùm em 190. Ôi trời, tối ngày cứ bị la. Trần Sương nè. Chị Trần Sương, cứ hỏi mình như có đơn rồi, để đó lâu quá xả rồi. Giờ chốt thì cho em đi được, em mới đi nha.
đi đơn được em mới bán, không đi được nghỉ. Đen hồng chốt số 2 Bình Luận. Con bộ để chốt thêm lâu quá em dẹp rồi. Đây ba chưa lên, chút nữa đi. Nhưng mà chốt cho em đi đơn được thì em mới chốt. Đủ 150 là cho đi đơn, đừng có để dành. Mà xanh giùm em 190, xanh đen nha. 190 xanh đen. Xanh đen 190, xe số 2. Hai chốt xanh đen giùm em 190. Xe số 2 nha. Có chị nào chốt quá thì chốt, thì cho em đi đơn thì em chốt, còn chốt mà để dành là em không có chốt. Xanh đen chốt 190, mẫu này đẹp em treo đây. Màu đỏ 190, số 2 luôn nha. Số 2 ở chốt màu đỏ Bình Luận. Xanh đen ok. Tâm trần. Xanh đen. Khoan để em coi coi xanh đen số 2 là em có giống mẫu không, em mới chốt được. Nó cũng là màu xanh đen nha. Em chốt cho chị tâm trần cái bộ treo đây rồi, rồi chốt tiếp giùm em. Có con trâu là chốt một mã một nha. Xanh đen có con trâu chốt mã một, chị Nhung Quỳnh có chốt thì Bình Luận mã một, tại khác mã phải Bình Luận rõ ràng. Xanh đen chị Tâm Trần chốt chốt mã một chốt, chị Nhung Quỳnh có chốt thì Bình Luận mã một. Rồi tiếp theo mã một ok. Trăm một trăm cái này 160. Sắc nách chốt giùm em. Sắc nách 160, Nhung Quỳnh mã 1. Có 190 nè mấy chị. Chị Tâm Trần bên em hả? Chỉ mua lần 10 bộ không, 10 bộ không, toàn là mua 200 mấy không. Mấy cái mã này là quá trời bả nhiều rồi á, mà bả vẫn chốt nè. Chốt đỏ Bình Luận nha. Rồi sắc nách chốt Bình Luận giùm em 160. Đỏ giùm em 190 nè. Sắc nách này là số 2. Mã này giá cao lắm, 220 lận có thiêu đằng sau. Nhưng mà nó sắc nách nha. Chốt giùm em 160. Sẽ tà số 2 hả? Chưa có gặp. Chốt xanh giùm em 160. Số 2 nha. Sẽ tà con bộ nâu số 3. Hồng giùm em số 2. Hồng 190. Xanh này 160, hồng 190, số 2 nha. Sẽ tà 170 màu nâu. Số 3 với số 2 trên lệch chút xíu. Không có màu số 2 chốt số 3, mặc thoải mái một chút cũng đẹp ha. Màu xanh 160 ai chốt số 2 nè. 160 chốt, đỏ 190 nè. Lên từ từ, hồng 190 luôn. Số 2 nha. Nâu số 2 á, chốt nữa Bình Luận. 190 nâu số 2. Mẫu gì mà đẹp. 190 giá sale mọi người.
vàng này số 2. Vàng số 3 192 chốt bình luận. Chị. Số 3 hồi sáng có chị nào đòi màu riêu. Mẫu này bữa trước bên em bán 120, giờ có 170 à. Số 3 màu riêu. Riêu 170. Vàng số 3 Nhung Quỳnh. Cái này là em không dám hỏi tại sao chốt số 2 với số 3 nha. Sợ bị la. Vàng số 3. Ok với Nhung Quỳnh. Mua cho hai người mặc đúng không? Riêu 170. Trời ơi, không dám nè, không dám hỏi luôn á. 109 ok Nhung Quỳnh nè. Riêu giùm em số 3. Riêu này 220 nha, có thêm trước sao á. Riêu ok chị Long. Nhưng mà em đang sale. Long ok riêu nha. Xem mấy chị luôn nè, một cánh sen này tay ngắn số 3. 160 luôn ai chốt thì lượng số 3 nha. Số 3 160. Rồi lâu xem bộ chơi. Cánh sen nha. Ai chốt bình luận cánh sen này hồng. Số 3 hồng. Có số 2 số 3 luôn. Số 3 giùm em nha, hồng này là 190. Dạ, chút xíu em cũng gọi à chị Nhung Quỳnh, em cũng gọi à. Tại vì mấy chị cho số nhiều khi cũng cho không biết gọi có được hay không là em phải gọi nha. Có nhiều chị bấm lộn con số. Tiền ship bên em 30 nha mấy chị đấy. Cánh sen chốt như quên rồi ta, 160 nha. Cánh sen số 3 ha chị, vào trần. Số 3 hay số mấy, 160 đây nè. Ok chị vào trần. Bên em khách cũ khách mới gì em cũng gọi lại hết trơn á. Em sợ là mấy máy của mấy chị á nó trục trặc nữa. Ok chị vào trần. Chị Nhung Quỳnh có địa chỉ rồi nè. Chúc gọi nha. Hồng, hồng số 3. 190 chốt bình luận. Chị nào chốt hồng bình luận nha. Rồi đen hồng số 2. Đen hồng giùm em số 2 nè mấy chị. Nãy hình như em có một bộ số mấy nữa ta. Số 2 đen hồng chốt nha. Chốt đen hồng đi mấy chị. Đỏ đô thì em có nhưng mà mẫu này em không biết. Số 4 em có đỏ. Mẫu thì tùy mẫu. Đen hồng số 2 chị nào chốt thì bình luận giá 190. Tùy mẫu chị gái yêu ơi. Nhiều mẫu em đang sale. Nhiều mẫu đang sale nha. Hồng số 3. Đen hồng thì số 2. Hồng số 3 cái quần. Màu đỏ em có màu đỏ nhưng mà nó tùy mẫu. Em có cái mẫu này số 4 nè. 150 đẹp lắm, nhiều màu. Màu môn giùm em đang mặc vào số 4, 150.
Mồm hôn nha. Số 4. 150. Mồm hôn màu vàng, màu nâu, màu cánh sen, màu hồng. 150 số 4 là chị nào chốt bình luận. Mồm hôn đẹp quá. Dễ thương quá. 150 nha. Mẫu đơn giản. 150 số 2 màu tím. Chị nào chốt số 4 em có màu hồng, màu cánh sen, màu nâu, màu vàng. Màu đỏ tùy mẫu. Màu đỏ này xem cho em ta. Số 1 nha. Vàng số 3, 109 là chị nào chốt thì bình luận. Màu đỏ số 3. Màu đỏ số 3 theo trước theo sau ai chốt thì bình luận. Xem mấy chuyện 109 luôn. Số 3. Thiêu trước thiêu sau nó nhiều, nhiều thiêu quá được. Số 3 ha. Đẹp ghê mấy chị chốt màu đỏ số 3. Ok chị Nhung Quỳnh. Màu hồng với màu vàng. Mẫu màu số 1 em có màu đỏ, màu đen, màu cam, màu rêu. Màu đỏ em hết. Màu đỏ 109 hết chị Hồng Nhi. Màu hồng số 3 109. Cái này là em lên hàng lẻ cho nên là nó bộ nó bộ nó có một bộ về à. Chị nào nhanh tay thì có. Chị nào chốt hồng bình luận. Màu đỏ số 1 đó là em có màu đen. Màu đen, màu riêu, màu cam với màu đỏ đó chị Tuyết Giao Hồn. Số 1 đó nó có 50kg nha. Số 1 em có nhiều mẫu lắm. Hồng Nhi chốt màu khác giùm em.
Hàng này là em đang hàng xả ha, xả lộn xộn cho nên là mấy chị chốt được á, nhanh tay thì mới có hàng. Qua bộ thứ hai là nó mẫu khác rồi. Chừng nào hàng nghiêm lên giá 200 mấy thì em có size có đủ. Em có đỏ số 2 nè, mẫu khác giá 190. Số 2 dùm em nha, mẫu là khác. Số 2 đỏ 190. Mẫu 63 ký em có nhiều nha, nhưng mà nó tùy mẫu. Số 4 nè, đỏ số 4 70 ký chốt dùm em 190. Ai 70 ký chốt số 4. Ai chốt bình luận nha. Màu vàng. Cái quần này áo đâu ta? Cái này không có chịu lòi. Màu vàng 190 là chốt số 3. Số 3 là 60-65 ký nha. Màu vàng 190 là số 3. Còn ai thấy em nữa bình luận nha. Em đi lấy cây khác chị em vô like cho. Màu xanh coban hả chị? Có màu xanh dương. Màu xanh dương ha. 150 màu xanh dương chốt bình luận. Chị Trần Thị Loan chốt màu xanh dương đẹp nè. 150 chốt bình luận. Số 3 nha. Màu da, màu nho, màu xanh, màu đen, màu hồng, màu đỏ. Số 3. Màu da, màu hồng, màu đỏ. Màu đen, màu nho, màu xanh. 150 chốt mẫu này đơn giản. Ai chốt số 3 bình luận màu.
Ủa cái mẫu này hồi sáng đi qua ha. Sáng có chốt mà quên rồi. 170 hay gì á, 170 màu xanh, màu xanh ngọc. Dạ. Tại vì nó nhiều quá em cũng không biết nó nằm là màu xanh của ba anh nằm đâu. Có màu xanh của ba anh số 3 không Phát? Số 4 màu xanh của ba anh nè. Số 4 xanh của ba anh thì có nha. Số 4 mẫu này 201. Nó nằm lộn xộn lắm mấy chị gái ơi, bóc cái gì lên đó. Số 3 150. Mẫu này 107. Xanh ngọc. Hồng dâu. Màu da. Mẫu này số 3. 107 nha. Rồi bây giờ em tắt like để em chốt đơn mấy chị gái nha. Ai chốt mẫu này thì bình luận màu. Tắt like để đi đơn hết nha mấy chị. Để ý điện thoại giùm em.